hai con lợn này. Ở đây có hai cái lồng và hai con lợn các bạn. Lợn đen, lợn bản nhá. Như người ta cho ăn ngô. Hay là rơi ngô đây chứ ai cho ăn ngô nhỉ? Xin chào các bạn nhá. Chúng ta đang đứng ở khu vực chợ phiên, chợ gia súc, chợ lợn, chợ Bắc Hà các bạn. Bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 9h30 giờ này các bạn. Trời này khá là mát. Chợ rất là đông các bạn. Trong những cái bao này thì có con lợn nhé các bạn nhé. Đây những cái lồng này các bạn ơi. Lồng có thể là nhốt gà, nhốt lợn. Lồng đan bằng tre. Buổi sáng nó còn đông hơn nữa các bạn. Nhưng mà bây giờ là gần trưa rồi. Nên chợ bắt đầu vắng dần rồi. Bây giờ đông nhất là chỉ có khu vực chợ chó thôi. Đấy, đây những con lợn này các bạn ạ, nhận được. Con lợn này lợn quang. Ở trong đó là có những con lợn nhé. Giá cả thì nó tùy vào các bạn. Có lúc thì 70, 75, 80, 90. Ở trên này là khu vực chợ chó này các bạn ơi. Đây là gà nhé. Gà này thì có cả gà đen và gà chân ngô, gà bình thường nữa. Đây là khu vực chợ chó này. Mình sẽ đi một vòng quay cho các bạn xem nhé. Xem này có chó đẹp không. Ôi con chó này to thế nhỉ. Đây này. Ôi con chó này to nhất chợ các bạn. Không phải chó ngáo chứ nhỉ, nhìn giống chó ngáo nhỉ. Alaska. Chó Alaska. Con này ăn thịt không? Không. Nó nuôi nó chứ có phải cho ăn thịt không gì? À. Nó ăn bằng ngô. Ăn khỏe. Chó ăn bụng nó không không. Ý bác là có phải chăm sóc kỹ càng ăn thịt ăn thủng thì không? Hôm nay thì bác đi chợ thì bác đi mua cái này à bác? Rồi à. Cho Alaska. 4 triệu thôi rồi. Cho cô cứ mua nát cây cho nó ăn không? Ăn cơm á? Ờ. Mày ăn cơm à? Có nghĩa là cô cứ mua một nát cơm này. Dạ nên mua đây. Thì có mà. Mua cơm ở đâu được? Thì có mà 4 triệu nhá. Một cơm ăn không? Có nghĩa là mua thử cho nó ăn đi gì? Ăn cơm thử. Mua ăn thử. Mua cho nó ăn thử đi. Thì mua đi. Nó thích ăn mua. Ăn cơm ở đâu? Đây đây đây. Mua bắt phải chịu cho nó ăn. Nó ăn thì mua đi. Nó ăn thì mua. Hay là ra xin đi. Ra xin được mà. Ra xin tí. Để xin được mà em không việc gì đâu mà họ cho ngay mày. Bắt đi mua nó đi. Mua hết. Nhưng nếu mà giờ phải ra là nếu mà ăn là phải mua đúng không? Ăn là mua chứ. Mua đây. Đi 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 đi. Vụ này đi chơi 4 triệu. 4 triệu ăn được mua sao mà vụ đó đâu. Thì bác đi theo luôn đấy. Bác máu mua nhờ. Nó đi nè, nó đi nè.
Cho bạn ấy xin một bát cơm cho chó nó ăn không, nếu mà có người có khách mua. Con này 4 triệu là mua được đấy. Gì bà đã cho một bát cơm. 4 con mất 2 triệu. Tết tết thử cho nó ăn xem nó ăn cơm ạ. Mua được thì một con chó nữa. Chó Anaka, chó ngáo phát Anaka khác chứ nhỉ? Ngáo ấy, con ngáo ấy, chó ngáo. Anaka. Mình cũng không biết chó nào và chó nào quá. Ủa, chó này chó ngon lắm. Dạ. Bác mua về làm cảnh nhỉ? Không, em mua chó nhà thôi. Chó nhà á? Ừ. Cho nó ăn phở được không bác? Đổ xuống đất anh ơi, đừng để bát. Để nó bẩn. Đổ đi. Nó chỉ ăn thịt thôi. Được không nướng được. Mà giờ đông người nó cũng sợ, nó ngại. Không, mình nướng được không được. Người thôi. Đông người nó thế đi. Ông ơi. Bây giờ lá. Dạ. Con thực. Đâu, con thực nhà cháu chết rồi. Con sung nhà cháu chết rồi. Nó cổ thắt, nó tịt thắt thôi. Đông người quá. Không, đông người quá. Thế là mất giá rồi đấy, mất điểm rồi. Đây. Nó tạt đi ngửi ở đâu ấy? À, bó tay ông. Không ăn mà nó lớn như thế này. Nó toàn là ăn thịt thôi. Ăn thịt thì có cái mình lúc nào phải có thịt đấy. Lúc nào mình mua một cái thịt mình phải điên lắm làm cho tôi nó ăn là đâu. Có thịt nhà mình đốt nhà. Ờ, có thịt thì lúc nào vậy của mình có tiền mua thịt mới ăn. Ăn cái gì? Không mới ăn. À, con này thì không biết là nó ăn hay không, nhưng mà hiện tại thì cho nó ăn thử thì chắc là nó cũng nó chưa dám ăn các bạn. Ở đây có mấy con chó đẹp nhỉ các bạn ơi. Mình quay cho các bạn xem nhé. Đấy, có em chó chó đen cọc các bạn. Cún. Anh mua chưa? Anh lấy em để rẻ cho. Bây giờ là mua chó khuyến mại gà. Con gà đã mấy trăm rồi. Ừ, anh mua. Xem. Xem á. Xem vào mua. Xem làm gì? Có ai thấy chó mà nó ở đây cho nào. Về luôn nào. Đằng nào có tiện. Mua hết số tiền này thì về. Thôi nhỉ. Làm qua tìm cho con nước nhỉ. Mấy con nữa đi con. Những con đấy tầm bao nhiêu tiền anh? Con này 2,5 triệu. 2,5 triệu à? Một đôi. 2,5 triệu. Bán cả hai đấy anh. Bán cả 2,5 triệu. Tặng thêm con gà. Tặng thêm con gà. Ừ. Dịch vụ ngon quá nhỉ. Ơi giời, ngon rồi à. Tiếp tục với ấy à? Không, nhà con chó nó nhỉ. Này. Đấy cho bạn con bé thôi, con to. Ê. Đâu? Con bán à?
xuống dưới mà. Con kia nhỏ nhỉ? Con này nhỏ như con mèo à? Bé bé rồi, trong dưới rồi. Bác đang trả 150 con đấy các bạn. Con này cực bé. Con kia 150 á, con này 120 thôi. Con này là 150. Báo cáo. Người thế này á? Không, không báo mà. Chó đẹp. Ở đây mình gọi là chó đẹp. Chó đắt tiền, chó bác Hà các bạn. Đây, đây. Ủa, con này mắt tây nhỉ? Đây. Con này mắt tây các bạn. Con này người ta cũng phải bán 7-8 triệu trở lên các bạn. Mắt tây. Xù đẹp nhỉ? Xù đẹp đẹp. Ở đây bán cả sọt ship hàng luôn này. 10.000 một cái. Một con nhỏ nhỏ kia. Đấy, con này bé lắm các bạn. Nó bé như con mèo. Ok các bạn nhé, khu vực này là khu vực chợ gia súc, đó là chợ chó các bạn. Con này như con mèo nhỉ. Chó cảnh nha. Con này chó cảnh nhỉ? Chứ không phải chó thường mà. Con này bao tiền này? Triệu rưỡi á? Nhưng mà trông yếu ớt nhỉ? Trông nó yếu ớt nhỉ? Chuẩn giá là bao nhiêu? Triệu rưỡi á? Bớt được không? Con này thì triệu rưỡi à? Sao mõm này? Mang hai cái bán một cái. Con này được mấy tháng rồi? Mấy tháng. Nhà nuôi à? Hay là mua về? Chó đẻ. Nhìn nó cũng đẹp nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ cháu xem, cháu xem. Đấy, một em chó cảnh các bạn. À, người ta là báo giá 1,5 triệu. Nhìn nó khá là đẹp. Đông đẹp, xù. Chắc cái giống to rồi, nhìn khung là to rồi. Khung to rồi, chân to, tai to. Ok các bạn nhé, chúng ta đang đứng ở chợ phiên khu vực chợ chó các bạn. Rất là nhiều chó. Thì nó đủ các thể loại giá các bạn. To nhỏ có hết. Chó đắt tiền có. Dê, dê của anh có vấn đề gì không đấy? Dê có vấn đề gì không? Chó ăn xương dê xong chó đốt. Sáng đi mù xong hoàng mà. Sợ nó không, lúc ăn không quen thì nó thế được. Không phải, lâu lâu mới ăn mà. Lâu lâu mới ăn thịt dê. Anh con này luôn à? Con này rất to luôn. Vừa đấy ăn một lúc xương dê xong bây giờ nôn ra chắc là không ăn không quen thịt dê. Xương quá không chịu được. Con đấy đây, con này nuôi xương quá không chịu được. Gà, bán hết rồi. 2 200 không đấy? Lấy dưới đến một có vui thì có vị dẫn dài lắm rồi. Mình lấy đúng 550. Được. Quá nhanh. Được. Đây, giả đây. Mình đang đi bán đó. 100 nắng. Con này 500 đấy ạ. Đèn, con đèn. Thầy mang về nhé. Ừ. Cháu cọc. Nó xù thì hay nhỉ. Anh phải giải thích ra tại sao nó lại đắt thế. Tại vì nó không có đuôi. Không có đuôi à? Con nào chiều rưỡi? Con này chiều rưỡi. Con đấy có 500 thôi. Về cắt đuôi. Ba lần con của chú. Về mình cắt đuôi đi nó lại cọc vào nhỉ? Ừ, đúng rồi. Về cắt đuôi đi thì nó bán 1,5 triệu. Nếu mà làm được như vậy người ta làm hết đến được mình làm đâu ạ. Nhiều người người ta mua người ta kiểm tra coi là cắt hay là cọc thật đấy. Có con chó về bản rồi. Hôm nọ mình thịt cái con to đi rồi, bây giờ mua con bé ở thay. Để luôn à? Không đi làm tí à? Ok các bạn nhé, chợ khá là đông các bạn. Chủ yếu là mình quay cho bạn xem là chủ yếu là ở đây nó nhiều chó như thế nào thôi. Các bạn muốn mua thì các bạn nên trực tiếp chợ Bắc Hà các bạn mua nhé. Chợ rất là đông vui nhộn nhịp các bạn. Để, con này săn chuột này tốt lắm đấy các bạn. Dòng săn chuột. Mua đi con rồi. Mua rồi. Mua đấy chứ. Mua rồi.
Mua mang về rồi, phía trước rồi. Mà đi chơi thôi. Mình là xem con này. Con nó sợ nó cứ đuôi nhỉ. Đi đây rồi, đi ra. Thật là gầy thế. Vừa đẻ xong mà như thế. À vừa đẻ cho cái à? Đẻ nó là đẻ. Bây giờ một lứa rồi. Ui, ui, ui. Chó lửa. Cũng gọi là gió lửa rồi các bạn. Một đứa à?